Ở video clip này giới thiệu với anh em một số cái đầu tết anh em nhé. Đây con Technic M24 này. Đây, phía trước này ha. Con này là Technic M24 ha. Xoay ngang nó vào 45 khoảng 45 đấy. Mặt mũi nó sáng sủa. Này dùng ở phim phim mềm này. Technic M24 này, còn con này thì là con Philips N2544 anh em nhé, 2544, nhưng mà cái răng chìa này nó bị gãy rồi anh em. Con này nó bị gãy răng chìa ha. Còn con dưới này là con đây. Cái này chạy được mì tàu luôn anh em. Mì tàu này là chế độ, cái này nó tích hợp luôn cả âm ly anh em ơi. Chiếc này là radio, không phải radio, cassette tích hợp âm ly. Đó. Cassette tích hợp và tích hợp và âm ly. Cái này nó cao tầm 20 45. Là silver SS110 anh em. SS110 ha. Đấy. Còn đây là chiếc đồ chiếc tiếp deck sáp RT10. RT10. Bên dưới này là con Relictic này là hai cửa băng. Relictic này hai cửa băng ha. Relictic hai cửa băng. Còn đây là em Toshiba. Toshiba này là Toshiba có model đó là PCG22 nha. Model đâu. Đây, hai cửa băng. Đó. À đây cái này là Toshiba này là một cửa băng chứ. Một cửa băng. Đấy, phím ở phía trước có một cái red level. Này red level. Model nó đây nha. Model nó là BCG22. Đó. BCG22 nhé. Toshiba. Còn chiếc này là chiếc chiếc Sony. Sony có hai cửa băng nhưng mà cái này kiếng nó bị mất này nhỉ. Con Sony này là hai cửa băng. Nó là model của nó là TCW5 hả? V-dup 5. Chiếc này là mà TD1000 này, nọ khui nọ này. Chiếc này là đợt khui đợt trước. Còn đây nha. Đấy, tạm thời giới thiệu với anh em mấy chiếc là nha, tiếp đẹp nha. Chiếc 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Sáu, bảy, tám chiếc. Rồi, anh em quan tâm món nào thì anh em chụp màn hình lại liên lạc 0981 22 9900 anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại. Chào tạm biệt.